Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Như dự đoán, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã vào Bộ Chính trị. Ngày 17 tháng 8, VOA loan tin Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang được bầu vào Bộ Chính trị đầy quyền lực. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn nguồn tin từ một hãng tin quốc tế cho biết ngày 16 tháng 8, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bổ sung người đứng đầu ngành công an vào Bộ Chính trị. Động thái này được xem là một dấu hiệu nữa cho thấy ảnh hưởng chính trị ngày càng tăng của ngành công an. Theo VOA, bước thăng tiến của ông Lương Tam Quang, 58 tuổi, diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi ông trở thành Bộ trưởng Bộ Công an, kế nhiệm ông Tô Lâm, người vừa được chọn làm Chủ tịch nước hồi tháng 5. Đầu tháng 8, ông Tô Lâm lại chính thức đảm nhận thêm chức vụ Tổng Bí thư, vai trò quyền lực nhất của Việt Nam, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời sau 13 năm nắm quyền. VOA cho biết, về cơ cấu, Việt Nam không có vị lãnh tụ tối cao, mà thay vào đó lãnh đạo đất nước là tứ trụ, gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Hiện nay, 3 trong số 4 chức vụ này do các cựu quan chức công an cấp cao nắm giữ. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. VOA nhận xét, việc bổ nhiệm ông Quang làm ủy viên thứ 15 trong cơ quan ra quyết định hàng đầu của Việt Nam diễn ra ở thời điểm có nhiều biến động chính trị đáng kể, xuất phát từ một chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng với sự ngã ngựa của nhiều quan chức, bao gồm các cựu bộ trưởng, 2 chủ tịch nước và 1 chủ tịch quốc hội. Vẫn theo VOA, trong một tuyên bố, chính phủ Việt Nam cho biết việc ông Quang được đưa vào Bộ Chính trị là một phần trong kế hoạch cải tổ nhân sự của đảng, nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026. Dự kiến Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có sự thay đổi lãnh đạo cao nhất tại đại hội tiếp theo vào năm 2026. Việc ông Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị không nằm ngoài dự đoán, bởi ngay từ khi ông lên Bộ trưởng, dư luận đã đồn đoán ông sẽ vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, việc ông Quang vào Bộ Chính trị sớm cũng cho thấy mức độ quyền lực của Tô Tổng. Giờ đây, có lẽ không có gì có thể cản đường ông Tô Lâm. Trước đó, vào tháng 6 năm 2024, sau khi ông Tô Lâm lên làm Chủ tịch nước, VOA đã đăng lời cảnh báo của 2 chuyên gia nước ngoài về sự thăng tiến của ông. Theo đó, các chuyên gia cho rằng tình hình nhân quyền có thể sẽ xấu thêm ở Việt Nam khi ông Tô Lâm nắm chắc quyền lực hơn. Và đây là hình tân Tổng Bí thư Tô Lâm. VOA dẫn bài viết của cựu nhà ngoại giao Mỹ David Brown ngày 21 tháng 6 trên diễn đàn về Đông Á có trụ sở ở Úc với tựa đề Sự thăng tiến đầy tham vọng của ông Tô Lâm ở Việt Nam. Theo ông Brown, khi là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm đã biến chiến dịch đốt lò thành một thứ vũ khí và bẻ cong luật lệ để tiêu diệt các đối thủ, phục vụ mục tiêu kế nhiệm ông Trọng. Ông Brown nhắc đến việc Thượng tướng Lương Tam Quang được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công an được xem là vẫn bảo đảm cho ông Tô Lâm có sự ảnh hưởng đối với bộ này, nơi ông là lãnh đạo lâu năm. Ở một góc nhìn khác, VOA cho hay bà Pearson, Giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở ở Hoa Kỳ, đăng bài trên trang Al Jazeera ngày 19 tháng 6 cho rằng việc thăng tiến của ông Tô Lâm là chỉ dấu xấu về nạn trấn áp của chính quyền Việt Nam đối với các nhà hoạt động, về việc chính quyền không dung thứ những lời chỉ trích và thù địch với các quyền dân sự, chính trị cơ bản. BBC cho biết thêm, các nhà lãnh đạo và Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn bác bỏ những chỉ trích của phương Tây và những tổ chức nhân quyền quốc tế về tình hình nhân quyền Việt Nam. Chính quyền Việt Nam thường xuyên khẳng định họ tôn trọng, đảm bảo và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản của người dân nêu trong Hiến pháp Việt Nam và phù hợp với các công ước quốc tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Như dự đoán, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã vào Bộ Chính trị. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tương lai Việt Nam sẽ ra sao sau đại hội 14. Ngày 14 tháng 8, AFA tiếng Việt bình luận tương lai Việt Nam tại đại hội 14 sẽ được định hướng về đâu theo hứa hẹn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. AFA dẫn lại phát biểu của Tô Tổng khi đọc văn kiện tại cuộc họp với Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 ngày 13 tháng 8. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 sẽ là mốc son mới trên con đường phát triển đất nước, có ý nghĩa định hướng tương lai, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. AFA dẫn nhận định của tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy cho rằng, về hình thức, văn kiện được đọc bởi ông Tô Lâm thực chất không phải là một văn bản trơn tru và mạch lạc, mà nó là một mớ lộn xộn các câu chữ trộn lẫn vào nhau. Nếu viết ngắn gọn lại, có lẽ cũng chỉ hơn 10 câu, và đó là những câu chung chung. Nội dung văn kiện không có gì mới, nó là những gì xào nấu lại từ những văn kiện được trình bày bởi ông Nguyễn Phú Trọng. Theo tiến sĩ Vũ, phát biểu này cho thấy 3 điều. Thứ nhất là người đọc và người chuẩn bị thấy sự không cần thiết của việc chuẩn bị một văn kiện trang trọng. Thứ hai là họ khinh thường chính những người đồng chí của mình. Bởi vì khinh thường cho nên họ sẵn sàng đọc một văn bản nhảm nhí, có chữ mà không có nghĩa, để những đồng chí của mình ngồi nghe mà không lo sợ bị phản bác gì cả. Thứ ba, nó cho thấy một sự bế tắc trong lý luận chính trị và sẽ mở đường cho một cuộc khủng hoảng ngay bên trong Đảng Cộng sản. AFA dẫn ý kiến của ông Trần Anh Quân, một người trẻ hoạt động xã hội ở Sài Gòn, cho rằng ông Tô Lâm muốn gửi đi hai thông điệp về việc định hướng tương lai. Thứ nhất, đối với đảng viên thì phải thống nhất đi theo phe của Tô Lâm để có tương lai. Thứ hai là về tương lai của đất nước. Trong bài phát biểu này thì Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ kiên định với học thuyết Marx-Lênin. Sau Đại hội 14 thì việc đàn áp những người bất đồng chính kiến sẽ càng nặng nề hơn dưới chế độ công an trị của Tô Lâm. Và đây là hình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. AFA tiếp tục dẫn quan điểm của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài ở Đức cho rằng: "Tôi khẳng định ngay, chắc chắn là không có hy vọng gì, bởi cách thức ông Tô Lâm làm không một điều gì tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như doanh nghiệp có thể sinh sống và làm ăn. Chúng ta thấy trước khi ông Tô Lâm lên nắm quyền lực tuyệt đối thì trên cương vị Bộ trưởng Công an đã đưa ra một loạt những văn bản luật làm cho cuộc sống người dân phức tạp hơn rất nhiều." Luật sư Nguyễn Văn Đài nhắc đến việc liên tục thay đổi mẫu giấy tờ tùy thân của công dân. Khi đó ông Tô Lâm đã nói căn cước công dân nhựa không gắn chip sẽ được sử dụng cho đến khi hết hạn 15 năm. Nhưng sự thật không phải như vậy. Ông Đài nêu dẫn chứng như sau. Hiện nay, khi đã ra thẻ căn cước công dân cuối cùng là thẻ có gắn chip điện tử, thì khi những công dân đến làm việc ở ngân hàng, mở tài khoản hay đi công chứng hay các dịch vụ khác, thì các cơ quan đó đều yêu cầu phải có thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử thì họ mới tiến hành làm. Tức là vô hình chung là họ đã loại toàn bộ chứng minh thư 12 số, loại thẻ căn cước không gắn chip điện tử. Điều này đã làm cho người dân rất tốn kém và khó chịu trong đời sống hàng ngày. Chưa kể việc kiểm định khí thải xe gắn máy cũng làm cho khoảng hơn 70 người dân đang sử dụng xe gắn máy cũng gặp rất nhiều khó khăn. AFA cho biết thêm, ông Tô Lâm nói sẽ định hình sự phát triển, sẽ có một chiến lược mới cho đất nước. Nhưng theo luật sư Đại, những chiến lược đó sẽ không phục vụ tốt hơn cho người dân, cho đất nước, mà thậm chí sẽ thụt lùi so với những người tiền nhiệm của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tương lai Việt Nam sẽ ra sao sau Đại hội 14. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.